Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh Truyền Quảng Bình. Trong chương trình thời sự tối nay thứ ba, ngày 17 tháng 5 năm 2016 có những nội dung chính như sau. Ứng cử viên đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri vận động bầu cử. Đồng chí Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại thành phố Đồng Hới. Khai mạc triển lãm ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp. Nhận diện những mưu đồ nhân danh lòng yêu nước. Dấu ấn từ chương trình chinh phục Sơn Đoòng, hang động lớn nhất thế giới. Đất nước hôm nay đang vui mừng chào ngày hội lớn. Ngày toàn dân làm nghĩa vụ thiêng liêng, vì độc lập tự do, vì tổ quốc mạnh giàu, chúng ta đi bầu chọn người có tài có đức, đem hết sức mình để phục vụ nhân dân. Hơn mỗi lá phiếu ta bầu là trách nhiệm công dân, dựng xây quê hương ấm no hạnh phúc. Ta đi bầu thật đông, ta chọn người thật đông, chung sức chung lòng xây nước Việt đẹp tươi. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay ngày 17 tháng 5 năm 2016, ông Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương, ông Trần Công Thuật, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Bình và cả ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa 14 ở đơn vị bầu cử số 2 đã tiếp xúc với cử tri các xã thị trấn trên địa bàn huyện Quảng Ninh để vận động bầu cử. Sự hội nghị tiếp xúc cử tri có bà Nguyễn Thị Thanh Hương, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình, ông Nguyễn Xuân Quang, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh. Tại các buổi tiếp xúc cử tri, đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Quảng Ninh giới thiệu tóm tắt tiểu sử, quá trình công tác của năm ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa 14 ở đơn vị bầu cử số 2 tỉnh Quảng Bình, gồm ông Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương, bà Trương Thị Thanh Hoa, Phó trưởng phòng Bảo trợ xã hội, Sở Lao động Thương binh và Xã hội Quảng Bình, ông Lê Phong Hồng, Trưởng phòng Công tác đại biểu Quốc hội, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Bình, ông Nguyễn Ngọc Phương, Tỉnh ủy viên, đại biểu Quốc hội chuyên trách, Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, ông Trần Công Thuận, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Bình. Trình bày chương trình hành động của mình trước đông đảo cử tri các xã của huyện Quảng Ninh, các ứng cử viên hứa nếu trúng cử đại biểu Quốc hội khóa 14 sẽ không ngừng phấn đấu, phát huy hết khả năng trí tuệ để hoàn thành tốt nhiệm vụ của người đại biểu dân cử. Trên từng cương vị công tác của mình sẽ thường xuyên liên hệ chặt chẽ và mật thiết với cơ sở để lắng nghe ý kiến, phản ánh tâm tư nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Cử tri của huyện Quảng Ninh thuộc đơn vị bầu cử số 2 của tỉnh Quảng Bình ủng hộ và đánh giá cao chương trình hành động của các ứng cử viên. Đồng thời bày tỏ mong muốn các ứng cử viên khi trở thành đại biểu Quốc hội sẽ tham gia đóng góp ý kiến với Quốc hội, giúp cử tri địa phương đề xuất giải quyết các vấn đề được cử tri quan tâm như phòng chống tham nhũng, kiểm soát ô nhiễm môi trường, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo đảm an ninh trật tự an toàn xã hội và chăm lo đời sống cho người dân. Thay mặt các ứng cử viên đại biểu Quốc hội tại đơn vị bầu cử số 2 tỉnh Quảng Bình, ông Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương đã cảm ơn và tiếp thu những ý kiến đóng góp, đề xuất và kỳ vọng của cử tri. Cũng trong ngày hôm nay 17 tháng 5, ông Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Thường trực Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, ông Nguyễn Văn Man, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa 14 nhiệm kỳ 2016-2021 thuộc đơn vị bầu cử số 1 của tỉnh Quảng Bình đã tiếp xúc với cử tri huyện Quảng Trạch để vận động bầu cử. Tại buổi tiếp xúc cử tri, sau phần giới thiệu tiểu sử tóm tắt năm ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa 14 nhiệm kỳ 2016-2021 thuộc đơn vị bầu cử số 1 của tỉnh Quảng Bình, bao gồm ông Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Thường trực Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, bà Đinh Thị Dung, giáo viên trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Hòa Tiến, huyện Minh Hóa, bà Cao Thị Giang, giáo viên trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Hòa Tiến, huyện Minh Hóa, ông Nguyễn Văn Man, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Bình, bà Trương Thị Tư, giám đốc Trung tâm Học liệu Trường Đại học Quảng Bình. Trong chương trình hành động của mình, các ứng cử viên đại biểu Quốc hội tập trung đề cập đến các giải pháp nhằm đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội bền vững, gắn với việc bảo vệ môi trường, đảm bảo vững chắc quốc phòng an ninh, tích cực đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực, lãng phí, nâng cao hiệu quả giáo dục toàn diện cho học sinh, các chính sách đối với người có công, chính sách quan tâm đến đồng bào dân tộc vùng sâu vùng xa, chính sách phát triển du lịch. Bên cạnh đó, các ứng cử viên cũng khẳng định nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội khóa 14
các ứng cử viên sẽ không ngừng trau dồi đạo đức lối sống, tiếp tục rèn luyện để nâng cao trình độ chuyên môn, thường xuyên tiếp xúc lắng nghe ý kiến của cử tri, dành nhiều thời gian đi thực tế để nắm bắt thực tiễn, tìm hiểu tâm tư nguyện vọng và tiếp thu kiến nghị đề xuất của cử tri để phản ánh tới các cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét giải quyết. Cử tri huyện Quảng Trạch bày tỏ sự đồng tình nhất trí với chương trình hành động của các ứng cử viên và mong muốn các ứng cử viên nếu trúng cử đại biểu Quốc hội khóa 14, nhiệm kỳ 2016-2021 cần tiếp tục phát huy trình độ, năng lực và tâm huyết của mình để thực hiện đúng các chương trình hành động đã đề ra, trong đó tập trung vào các giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, chăm lo đời sống cho nhân dân và có nhiều chính sách ưu tiên giúp đỡ cho các địa bàn còn gặp nhiều khó khăn, địa bàn miền núi, vùng sâu vùng xa. Tại buổi tiếp xúc, đại diện các ứng cử viên đã nghiêm túc tiếp thu những ý kiến đóng góp cũng như tâm tư nguyện vọng của cử tri huyện Quảng Trạch và hứa sẽ thực hiện có hiệu quả chương trình hành động của bản thân nếu trúng cử đại biểu Quốc hội khóa 14 nhiệm kỳ 2016-2021. Chiều nay ngày 17 tháng 5, đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Quảng Ninh. Cùng làm việc có đồng chí Trần Công Thuật, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Xuân Quang, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh. Theo báo cáo của lãnh đạo huyện Quảng Ninh, giai đoạn 2010-2015, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm của huyện đạt 13%, sản lượng lương thực đạt 50.000 tấn, thu nhập bình quân đầu người đạt 26 triệu đồng một năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 3,8% một năm. Quý 1 năm 2016, huyện Quảng Ninh đã tập trung chỉ đạo sản xuất nông nghiệp với diện tích lúa đông xuân đạt gần 5.200 hectare. Giá trị sản xuất công nghiệp tiểu thủ công nghiệp tăng 12% so với cùng kỳ. Đến nay Quảng Ninh có 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Công tác xây dựng đảng được chỉ đạo triển khai nghiêm túc. Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, công tác kiểm tra giám sát và chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 được đẩy mạnh. Huyện Quảng Ninh có 2 khu vực thuộc xã Trường Sơn được tổ chức bầu cử sớm vào ngày 20 tháng 5. Đồng chí Nguyễn Văn Bình cho rằng huyện Quảng Ninh cần chú trọng phát triển kinh tế theo hướng phát huy lợi thế của địa phương như vị trí địa lý và tiềm năng sẵn có của huyện. Trong sản xuất nông nghiệp, huyện cần chú trọng phát triển nông nghiệp chất lượng cao. Đồng chí Nguyễn Văn Bình cũng đề nghị huyện cần tổ chức tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, thực sự là ngày hội của toàn dân. Chiều nay ngày 17 tháng 5, đồng chí Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo bầu cử tỉnh Quảng Bình đã đi kiểm tra công tác chuẩn bị cho bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 tại phường Đồng Sơn, phường Bắc Nghĩa và xã Thuận Đức, thành phố Đồng Hới. Cùng đi với đồng chí Bí thư Tỉnh ủy có đồng chí Lê Văn Phúc, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Đồng Hới, lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy. Đến thời điểm này, danh sách ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa 14, ứng cử viên đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 và danh sách cử tri đã được niêm yết đầy đủ công khai tại tất cả các điểm bầu cử. Phường Đồng Sơn, thành phố Đồng Hới còn 5 đơn vị bầu cử với 6.522 cử tri. Hiện nay, Ủy ban Nhân dân phường đã chuẩn bị đầy đủ thẻ cử tri để phát cho cử tri đúng tiến độ và thời gian quy định. Kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại một số điểm bầu cử tại phường Đông Sơn, đồng chí Hoàng Đăng Quang, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban chỉ đạo bầu cử tỉnh Quảng Bình đã đánh giá cao tinh thần làm việc khẩn trương nghiêm túc của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương. Để cuộc bầu cử thành công tốt đẹp và thực sự là ngày hội của toàn dân, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy lưu ý cần tăng cường đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức về quyền và nghĩa vụ của công dân để cả cử tri tham gia bầu cử đầy đủ, đúng thời gian, sản xuất lựa chọn những đại biểu xứng đáng bầu vào Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân. Kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại xã Thuận Đức, đồng chí Hoàng Đăng Quang bày tỏ sự vui mừng phấn khởi trước sự chú đáo trách nhiệm trong việc hoàn tất mọi công đoàn cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 sắp tới của địa phương. Xã Thuận Đức có 6 đơn vị bầu cử với 7 khu vực bỏ phiếu và 3.253 cử tri. Đồng chí cũng mong muốn đến ngày 22 tháng 5 tới, cử tri xã Thuận Đức tham gia bầu cử đầy đủ, sôi nổi, nhiệt tình với tinh thần phấn khởi. Đến ngày bầu cử thực sự là ngày hội lớn, là sự kiện chính trị trọng đại của toàn đảng, toàn quân và toàn dân. Cũng trong ngày 17 tháng 5, đồng chí Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo bầu cử tỉnh Quảng Bình và đoàn công tác cũng đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại phường Bắc Nghĩa. Phường Bắc Nghĩa có 6 khu vực bỏ phiếu với 5.303 cử tri.
Đến thời điểm này, việc tuyên truyền các nội dung liên quan đến cuộc bầu cử vẫn được địa phương tích cực thực hiện thông qua hệ thống loa truyền thanh cơ sở và các cuộc họp tổ dân phố. Sau khi đi kiểm tra thực tế tại các điểm bầu cử, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã biểu dương tinh thần chuẩn bị cho ngày hội lớn của địa phương, đồng thời đề nghị lãnh đạo thành phố và lãnh đạo cấp ủy Đảng, chính quyền các xã phường của thành phố Đồng Hới cần tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, nắm bắt và ổn định tình hình, nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của các cử tri để cử tri thực hiện tốt vai trò của công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, góp phần xây dựng một nhà nước pháp quyền của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Sáng nay ngày 17 tháng 5, đồng chí Nguyễn Xuân Quang, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh đã đi kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 tại xã Hải Ninh, huyện Quảng Ninh. Tại xã Hải Ninh, huyện Quảng Ninh, đồng chí Nguyễn Xuân Quang, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị điều kiện cơ sở vật chất tại các khu vực bầu phiếu trên địa bàn xã. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 ở xã Hải Ninh đã sẵn sàng, bảo đảm đúng trình tự cũng như kế hoạch hướng dẫn của cấp trên. Toàn xã có 7 khu vực bầu phiếu với 2.840 cử tri. Riêng ở xã Hải Ninh có 42 ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân xã để bầu 25 người. Công tác tuyên truyền được triển khai tích cực như treo các băng rôn, khẩu hiệu dọc các tuyến đường, tuyên truyền hàng ngày trên hệ thống loa truyền thanh của xã và các thôn. Qua các buổi tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử tri thể hiện niềm tin đối với các ứng cử viên và cử tri đang tích cực hưởng ứng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Tại buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Xuân Quang yêu cầu cấp ủy chính quyền, các tổ chức chính trị xã hội xã Hải Ninh tiếp tục tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền để giúp cán bộ đảng viên và nhân dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, quyền lợi và trách nhiệm của công dân đối với công tác bầu cử. Đồng thời tích cực vận động người dân, đặc biệt là những ngư dân tham gia bầu cử đầy đủ, đảm bảo cử tri bầu cử với tỷ lệ cao nhất. Đồng chí Nguyễn Xuân Quang cũng giao trách nhiệm cho cấp ủy chính quyền xã Hải Ninh và huyện Quảng Ninh phối hợp với đồn biên phòng đóng trên địa bàn, nắm chắc tình hình ở cơ sở, phân công lực lượng giữ gìn an ninh trật tự, kiên quyết đấu tranh với các luận điệu xuyên tạc của các đối tượng thù địch lợi dụng để kích động chống phá cuộc bầu cử, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho ngày bầu cử. Đồng thời thường xuyên kiểm tra các điểm bầu phiếu, đảm bảo điều kiện tốt nhất về cơ sở vật chất, an ninh trật tự để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 diễn ra thành công, để đây thực sự là ngày hội của toàn dân. Sáng nay ngày 17 tháng 5, Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Bình đã tổ chức khai mạc triển lãm ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh với công tác bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp. Dự khai mạc triển lãm về phía Trung ương có đồng chí Phan Xuân Thủy, Vụ trưởng, trưởng cơ quan thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương tại Đà Nẵng, cùng đại diện lãnh đạo các bộ ngành Trung ương. Về phía tỉnh Quảng Bình có đồng chí Cao Văn Đình, Ủy viên Thường vụ, trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Công Huấn, Ủy viên Thường vụ, trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, cùng đại diện lãnh đạo các sở ngành địa phương trong tỉnh. Phát biểu tại khai mạc triển lãm, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã nhấn mạnh triển lãm ảnh nhằm để tưởng nhớ tôn vinh và tri ân Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ vĩ đại, người có công lao to lớn trong việc xây dựng nhà nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa của dân, do dân và vì dân.
Những tác phẩm ảnh được trưng bày tại triển lãm lần này là minh chứng sinh động cho những hoạt động của người trong quá trình tổ chức xây dựng nhà nước pháp quyền và luôn tôn trọng dân chủ, nghiêm túc thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân trong tư cách là người đại biểu của nhân dân và của người đi bầu cử. Triển lãm ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh với công tác bầu cử Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp trưng bày gần 50 bức ảnh do Cục Báo chí Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Thông tấn xã Việt Nam lựa chọn. Đây là những tác phẩm ảnh tiêu biểu ghi lại những hoạt động của Bác Hồ đối với cuộc tổng tuyển cử đầu tiên và các kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân. Các tác phẩm ảnh cũng là tư liệu để tuyên truyền cho nhân dân, đặc biệt là giáo dục cho thế hệ trẻ về lịch sử Quốc hội và Hội đồng Nhân dân qua 70 năm xây dựng và trưởng thành. Qua đó làm cho mỗi người dân thấy rõ quyền lợi và nghĩa vụ của mình trong việc tham gia bầu cử với tinh thần trách nhiệm cao, để ngày bầu cử thực sự là ngày hội đại đoàn kết của toàn dân, cùng nhau góp phần xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp, dân chủ, văn minh. Triển lãm được diễn ra trong 2 ngày, từ ngày 17 đến 18 tháng 5 năm 2016. Thưa quý vị và các bạn, được thành lập từ những năm 60 của thế kỷ trước, trải qua hơn 50 năm xây dựng và phát triển, đến nay, làng 19 tháng 5 ở xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch đã có nhiều đổi thay đáng kể, xứng đáng là ngôi làng mang tên ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về việc di dân phát triển kinh tế mới, ngày 19 tháng 5 năm 1960, một số hộ gia đình và lực lượng thanh niên xung phong của xã Cảnh Dương đã xung kích tình nguyện để khai phá vùng đất hoang của xã Quảng Đông, thành lập làng mới. Thể theo nguyện vọng của nhân dân, năm 1964, làng được đặt tên 19 tháng 5 là ngày sinh nhật Bác. Với tinh thần, một tấc không đi, một ly không rời, trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, nhân dân thôn 19 tháng 5 đã một lòng theo Đảng, theo Bác Hồ, bám đất giữ làng chiến đấu và sản xuất. Trong công cuộc đổi mới của đất nước, nhân dân thôn 19 tháng 5 đã đoàn kết một lòng, giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Khi mà có chủ trương để đặt tên làng thì thể theo nguyện vọng của nhân dân và cán bộ ở đây thì muốn đặt tên làng vào ngày sinh của Bác, ngày 19 tháng 5. Nguyện vọng của nhân dân thì để muốn tỏ lòng biết ơn Đảng và Bác Hồ, và luôn luôn đi theo Đảng và Bác Hồ. Cho đến nay là hơn 50 năm làng được thành lập, thì dân làng kế tục sự nghiệp lúc nào cũng luôn luôn hướng về Đảng, về Bác Hồ và xây dựng quê hương ngày càng đổi mới. Hiện thôn 19 tháng 5 xã Quảng Đông có 270 hộ dân với khoảng 900 nhân khẩu. Thực hiện chủ trương phát triển kinh tế của địa phương, trong những năm qua, ban cán sự thôn đã vận động bà con trong thôn tích cực phát triển kinh tế theo hướng đa dạng hóa ngành nghề. Trong đó có khoảng 50% hộ dân theo nghề đánh bắt thủy hải sản trên biển. Các hộ dân còn lại chủ yếu là mở các dịch vụ thương mại, sửa chữa cơ khí, phát triển chăn nuôi trong rừng và xây dựng các mô hình phát triển kinh tế tổng hợp đem lại hiệu quả cao. Từ một xóm nhỏ ven biển, đến nay thôn 19 tháng 5 đã trở thành thôn dẫn đầu các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, xóa đói giảm nghèo của xã Quảng Đông. Đến nay toàn thôn chỉ còn khoảng 10% hộ nghèo, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 23 triệu đồng một người một năm. Cả phong trào xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa đã được nhân dân trong thôn thực hiện theo đúng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới đã đề ra. Gia đình đã coi như là lên cái vùng đất này khai hoang phục hóa vào năm 1992, thì gia đình đã phát triển về ngành nghề dịch vụ cơ khí và phát triển chăn nuôi. Toàn bộ cái diện tích là đã được xây bao khép kín để chăn nuôi, trồng cây và phát triển dịch vụ. Bình quân mỗi năm thì gia đình trừ chi phí thì đã thu nhập được một năm khoảng 150 triệu. Vận động là nhân dân là sẽ tạo điều kiện với ngân hàng chính sách xã hội để cho nhân dân vay vốn để phát triển ngành nghề, mua sắm ngư lưới cụ để cùng làm ăn, để xây dựng kinh tế về ngành ngư. Thế riêng về những cái ngành nghề khác ở trên khu ấy, thì cũng tạo điều kiện cho bà con, nhất là học hỏi các kinh nghiệm, các cái mô hình sản xuất trang trại, rồi mô hình là về các cái tổ hợp để nhân dân phát triển kinh tế. Với phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm, trong những năm qua, thôn 19 tháng 5 đã đầu tư 1,9 tỷ đồng để bê tông hóa được 1.200 mét đường giao thông liên thôn, liên xóm. Các công trình phúc lợi trên địa bàn được đầu tư khang trang. Thôn 19 tháng 5 đang phấn đấu là thôn đầu tiên của Quảng Đông hoàn thành chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy xã, thực hiện các cái nghị quyết qua các cái nhiệm kỳ đại hội,
của xã Quảng Đông nói chung, cái đặc biệt là cái thôn của Vĩnh Tường Năm, là cái sự phát triển kinh tế xã hội nó ngày càng phát triển hơn so với các thôn khác trên địa bàn toàn xã, đặc biệt là cái hộ nghèo của thôn thì càng ngày càng giảm, đặc biệt là năm nay là giảm xuống còn dưới 10%. Những ngày này, cán bộ và nhân dân thôn 19 tháng 5, xã Quảng Đông đang ra sức thi đua lập nhiều thành tích chào mừng kỷ niệm 126 năm ngày sinh nhật Bác, 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2016, và quyết tâm tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, xứng đáng với vinh dự của ngôi làng được mang tên ngày sinh nhật Bác. Chương trình thời sự tối nay sẽ được tiếp nối với những thông tin trên các lĩnh vực đảng quan tâm khác. Các hoạt động hướng về ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Nhận diện những mưu đồ nhân danh lòng yêu nước. Dấu ấn từ chương trình chinh phục Sơn Đòn, hang động lớn nhất thế giới. Thưa quý vị và các bạn, để công tác tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 đến tận mỗi người dân, đặc biệt là nơi đồng bào Dục đang sinh sống. Thời gian qua, Ban Thông tin Tuyên truyền xã Thường Hóa đã thực hiện đa dạng hóa hình thức tuyên truyền đến các thôn bản để cuộc bầu cử thực sự là ngày hội toàn dân. Đồng bào Dục xã Thường Hóa chủ yếu sống tập trung tại ba bản Ón, Yên Hợp, bản Mò O O O, có 198 hộ dân, 769 nhân khẩu. Để kịp thời tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 tới người dân, cán bộ thôn đã thực hiện linh hoạt các hình thức tuyên truyền như trực tiếp đến các hộ dân trao đổi thông tin về cuộc bầu cử, từ đó giúp người dân nâng cao nhận thức và ý thức về quyền và nghĩa vụ của mình tham gia cuộc bầu cử. Được cán bộ thôn và cán bộ đồn biên phòng 585 đến tận nhà tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 diễn ra vào ngày 22 tháng 5 tới. Chúng tôi đã nhận thức được việc sẽ phải tham gia đầy đủ để thực hiện quyền, nghĩa vụ của cử tri, để lựa chọn bầu ra những đại biểu có đức, có tài, đại diện cho nguyện vọng của người dân chúng tôi. Còn chúng tôi cùng kết hợp với đồn biên phòng tìm mọi cách để vận động bà con coi tuyên dịch bằng tiếng dân tộc để bà con hiểu là bầu Quốc hội và Hội đồng Nhân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Xác định rõ đặc thù của địa phương, đồng thời để công tác bầu cử diễn ra thành công, ngoài việc đẩy mạnh tuyên truyền bằng hình thức trực quan qua hệ thống pano, băng rôn, khẩu hiệu tại các khu vực trung tâm xã, các điểm bầu cử, lồng ghép thông tin về bầu cử thông qua các hội nghị, sinh hoạt chi bộ tại các nhà văn hóa thôn bản. Với cách làm này, đến nay hầu hết người dân tại các bản đã nhận thức được ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc bầu cử, cũng như được tìm hiểu kỹ về các quy định của luật bầu cử, thông tin về các ứng cử viên đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp. Ở địa bàn xã Thương Hóa thì có các cái bản dân tộc, thì riêng về công tác tuyên truyền thì không phải là chỉ có tuyên truyền trên băng đĩa và băng trắng khẩu hiệu. Còn đặc biệt đó là phải cử cán bộ về để kiểm tra và nhắc nhở đôn đốc bà con nhân dân thông qua các cái buổi họp bản, và trong đó thì trên địa bàn xã Thương Hóa cũng có đồn Cà Seng, thì từ đó cả cán bộ xã và cán bộ đồn cũng đã phối hợp và tăng cường công tác tuyên truyền và hướng dẫn nhân dân trong công tác thực hiện các cái bước trong luật pháp quy định về các cái bước bầu cử, thì tính như đó để mà bà con đồng bào cũng đã thực hiện và tham gia tốt các cái nội dung chương trình và kế hoạch của ủy ban bầu cử đã đề ra. Còn tại huyện Tuyên Hóa, với hình thức tuyên truyền bằng trực quan sinh động, được cầu tác động mạnh mẽ, thu hút sự quan tâm của các cử tri, đồng thời tạo nên khí thế sôi nổi, phấn khởi cho các tầng lớp nhân dân hưởng về ngày hội lớn của non sông đất nước. Từ cuối tháng 4, xã Mai Hóa đã treo các băng rôn khẩu hiệu tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 dọc hai bên đường quốc lộ 12A qua các địa bàn xã, các cơ quan, trường học và nhà văn hóa các thôn. Thông qua những hình ảnh trực quan sinh động, truyền tải những nội dung tuyên truyền dễ hiểu, dễ nhớ để giúp người dân nắm được những thông tin quan trọng về quyền và trách nhiệm của mỗi công dân, các tiêu chuẩn của đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp. Từ đó, họ sẽ có sự lựa chọn sáng suốt để bầu ra những đại biểu đủ đức đủ tài, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân.
qua cái thông tin đài chúng, trên TV, trên đài, trên loa báo chí rồi, thì về cả cái chương trình như là cảm cơ của từng gia đình, cái nơi công sở và ở đường xã thì nói chung là cũng rất là đầy đủ. Và từ đó cho nên là dân dân học người xác định được về cái nhiệm vụ vai trò của người công nhân. Qua cái tuyên truyền trực quan thì bà con nhân dân, cử tri, đặc biệt là cử tri cũng đã nhận thức rất là sâu sắc cái vấn đề liên quan đến cái cuộc bầu cử. Trong chín cái đơn vị bầu cử á, thì có 3 đơn vị là có cái đồng bào giáo dân, mà đặc biệt là cái đơn vị thôn Tân Hòa là một cái đơn vị giáo dân toàn tông. Thì cũng như những cái đơn vị khu vực khác thì bà con giáo dân và anh em trong tổ bầu cử cũng rất thực hiện rất là có trách nhiệm, và cả cái nội dung liên quan đến là cái quyền lợi và nghĩa vụ của là cử tri thì bà con giáo dân thực hiện rất là đảm bảo. Không chỉ riêng xã Mai Hóa mà đến nay trên hầu khắp các trục đường liên xã liên thôn trên địa bàn các xã thị trấn của huyện Tuyên Hóa đều có băng rôn khẩu hiệu, biểu ngữ tuyên truyền với những nội dung hướng đến ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Phòng Văn hóa Thông tin huyện Tuyên Hóa đã triển khai và thực hiện làm tốt công tác tuyên truyền cho cuộc bầu cử Quốc hội khóa 14 và bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Đặc biệt là công tác tuyên truyền trực quan đã thực hiện mật độ đậm nét trên địa bàn toàn huyện. Công tác tuyên truyền trực quan đã tạo được khí thế sôi nổi, phấn khởi, góp phần cho cuộc bầu cử Quốc hội khóa 14 và bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 diễn ra vào ngày 22 tháng 5 sắp tới thành công tốt đẹp. Thưa quý vị và các bạn, cùng với các ban ngành, đoàn thể địa phương và đơn vị trong toàn tỉnh, hiện nay lực lượng vũ trang tỉnh Quảng Bình đã và đang chuẩn bị mọi điều kiện tốt nhất để đảm bảo cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 diễn ra thành công tốt đẹp. Để quý vị và các bạn hiểu rõ hơn về vấn đề này, phóng viên thời sự đã có cuộc trao đổi với Thượng tá Nguyễn Văn Man, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Bình. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa ông, để chuẩn bị cho ngày bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 diễn ra thành công tốt đẹp, công tác đảm bảo quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn đã được lực lượng vũ trang Quảng Bình triển khai thực hiện như thế nào? Chúng tôi đã phối hợp 3 lực lượng công an, quân sự, biên phòng và các ban ngành của tỉnh tiến hành trao đổi, bàn bạc và thống nhất các cái phương án để bảo vệ cho ngày hội của toàn dân tốt nhất trên toàn địa bàn tỉnh. Được hết là chúng tôi quán triệt và chấp hành nghiêm mọi quy định về bảo đảm an toàn các cuộc bầu cử. Cái thứ hai là chúng tôi là xây dựng các phương án để là tiến hành bảo vệ ở các khu vực, các điểm bầu cử, đặc biệt là sẵn sàng tham gia trấn áp các lực lượng xấu, lực lượng bất đồng về chính trị và lực lượng là cực đoan, thì chúng tôi sẵn sàng là khống chế và bắt giữ nếu cần thiết để bảo đảm răn đe và an toàn cho ngày bầu cử. Cái thứ ba là chúng tôi huy động toàn bộ các lực lượng là vũ trang để tham gia là chốt chặn và bảo vệ các khu vực, bảo đảm cho người dân là đi bầu, bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt. Hiện nay lực lượng vũ trang Quảng Bình đã có những giải pháp gì để phối hợp với các địa phương chuẩn bị tốt nhất cho ngày bầu cử sắp tới, thưa ông? Lực lượng vũ trang tỉnh Quảng Bình đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy chính quyền các cấp huyện, thị xã, thành phố trên công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội. Là chúng tôi đã có xây dựng các phương án và được quán triệt từ tỉnh đến cơ sở, bảo đảm là thông suốt và cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh phải nắm chắc mọi cái tình huống để xử trí kịp thời và có hiệu quả các tình huống khi xảy ra. Đồng thời bên cạnh đó là tham mưu cho tỉnh ủy, ban nhân tỉnh là chỉ đạo cấp ủy chính quyền các cấp là phối hợp với lực lượng vũ trang để nắm chắc mọi tình hình, dự đoán, phân tích, xử lý tốt, phối hợp của các cấp ngành của lực lượng vũ trang cũng như các ngành trong tỉnh cũng như các huyện, thị xã, thành phố để bảo đảm cho là cuộc bầu cử thành công tốt đẹp. Thưa ông, đối với các địa bàn khó khăn như vùng ven biển, miền núi, vùng sâu, vùng xa và vùng đặc biệt khó khăn,
lực lượng vũ trang tỉnh Quảng Bình đã triển khai thực hiện những biện pháp gì để đảm bảo cho cuộc bầu cử diễn ra thành công tốt đẹp với tỷ lệ cử tri bầu cử đạt cao nhất. Lực lượng quân sự phối hợp với các lực lượng công an, biên phòng và các ban ngành đoàn thể của các cấp trong tỉnh đã tiến hành tham mưu cho tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, Nhà nước, đặc biệt là các chỉ đạo của Chính phủ cũng như tỉnh ủy, ủy ban nhân tỉnh để bảo đảm cho cái cuộc sống là bình an của nhân dân. Hai nữa là chúng tôi phối hợp cùng các lực lượng là nắm các địa bàn khó khăn vùng sâu vùng xa, vùng bàn đến biển để tham mưu cho tỉnh ủy tiếp tục là có các chính sách hỗ trợ theo đúng quy định của Thủ tướng Chính phủ cũng như của tỉnh ủy, ủy ban nhân tỉnh. Từ đó chúng tôi sẽ tiến hành là tham gia tuyên truyền và vận động quần chúng để cho người dân hiểu và tiến hành là tham gia ngày hội bầu cử của toàn dân với số lượng cử tri tham gia đông nhất và kết quả bầu cử sẽ tốt nhất. Tin tưởng rằng với công tác chuẩn bị và tinh thần đoàn kết nhân dân trong tỉnh với cái truyền thống quê hương cách mạng, quê hương anh hùng thì chúng tôi tin tưởng rằng là cuộc bầu cử Quốc hội khóa 14 cũng như bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 sẽ thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn ông đã nhận lời mời phỏng vấn của nhóm phóng viên thời sự Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình. Trong hai ngày 16 và 17 tháng 5, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ cho bà con nông dân tỉnh Quảng Bình bị thiệt hại do sự cố môi trường nghiêm trọng gây ra tình trạng thủy hải sản chết bất thường trong thời gian qua. Trong đợt này, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã hỗ trợ cho bà con ngư dân bị thiệt hại tại các xã Quang Phú, Cảnh Dương, huyện Quảng Trạch, xã Nhân Trạch, Đức Trạch, huyện Bố Trạch. Dịp này, Trung ương Hội Nông dân đã trao 50 suất quà trị giá 50 triệu đồng. Đây là số tiền quyên góp của các cán bộ, công chức, viên chức Trung ương Hội Nông dân Việt Nam gửi đến bà con nhằm chia sẻ khó khăn, hỗ trợ giúp đỡ bà con ổn định cuộc sống. Đây cũng là đợt thứ hai Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đến thăm và hỗ trợ bà con ngư dân Quảng Bình trong vòng một tháng qua. Ngày 17 tháng 5 năm 2016, Ban Thường vụ Đảng ủy Sở Y tế phối hợp với Đoàn Thanh niên Sở Y tế cũng đã đến thăm tặng quà cho một số hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại huyện Quảng Trạch và thăm tặng thuốc thiết yếu cho một số trạm y tế xã. Dịp này, đoàn đã đến thăm hỏi và tặng 10 suất quà với tổng trị giá trên 6 triệu đồng cho 10 người cao tuổi neo đơn, trẻ em mồ côi có hoàn cảnh khó khăn tại thôn Hưởng Phương, xã Quảng Phương và thôn Xuân Hoa, xã Quảng Xuân. Cũng trong dịp này, đoàn đã đến thăm và tặng 2 cơ sở thuốc với tổng trị giá trên 20 triệu đồng cho 2 trạm y tế xã Quảng Phương và Quảng Xuân. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, do sự cố môi trường biển nghiêm trọng đã xảy ra tình trạng cá biển chết hàng loạt trên diện rộng ở vùng biển các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế, gây nhiều thiệt hại và khó khăn đối với đời sống của nhân dân các địa phương, mà nặng nề nhất là đối với ngư dân Quảng Bình. Trong khi chính quyền, doanh nghiệp và nhân dân cả nước đang hướng về miền Trung để chia sẻ, đồng cảm, thì một số đối tượng xấu, cơ hội trong nước cùng một số tổ chức phản động lưu vong ở bên ngoài đã và đang lợi dụng vụ việc để thực hiện mưu đồ chống phá. Nỗi đau của biển, thiệt hại của ngư dân, khó khăn chung của đất nước một lần nữa lại trở thành cái cớ cho những mưu đồ đi ngược lại lợi ích của dân tộc, âm mưu chống phá bầu cử. Để giúp quý vị và các bạn hiểu rõ hơn về những âm mưu thủ đoạn thâm độc của các thế lực phản động thù địch và có cái nhìn tỉnh táo, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Chính phủ, cấp ủy chính quyền địa phương, đề cao cảnh giác cách mạng, kiên quyết không nghe theo lời xúi dục, kích động, xuyên tạc của các thế lực phản động thù địch, chung sức đồng lòng, đoàn kết vượt qua khó khăn. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn theo dõi phóng sự sau đây do truyền hình An ninh TV cung cấp. Hiện tượng hải sản chết bất thường tại một số quốc gia trên thế giới như Chile, Brazil, Campuchia và đặc biệt là ở Việt Nam vừa qua được ghi nhận là sự cố nghiêm trọng gây thiệt hại về kinh tế, môi trường, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của người dân, thu hút sự quan tâm của dư luận. Ngày 29 tháng 4 năm 2016, Ban Bí thư đã họp chỉ đạo khắc phục hậu quả, đưa ra các giải pháp ổn định sản xuất, đời sống của nhân dân tại một số tỉnh miền Trung. Chính phủ, các bộ, ngành từ trung ương đến địa phương đã vào cuộc tích cực, kịp thời thăm hỏi, động viên người dân chịu thiệt hại, thiết lập đường dây nóng để kịp thời chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn cho ngư dân, thu gom, xử lý xác hải sản để đảm bảo môi trường,
cấp chứng nhận đảm bảo chất lượng và lập các điểm bán hải sản an toàn, hỗ trợ đến 70% giá trị hải sản bị tiêu hủy, cùng các chính sách hỗ trợ lãi suất, giãn nợ, khoanh nợ và một số phương án hỗ trợ đã giúp ngư dân ổn định cuộc sống, yên tâm bám biển. Công tác điều tra nguyên nhân sự cố cũng đang được cơ quan chức năng khẩn trương tiến hành với sự tham gia của các nhà khoa học ở trong và ngoài nước. Theo giáo sư Oshiko Imada thuộc Đại học Tokai, Nhật Bản, được Việt Nam mời tham gia quá trình xác định nguyên nhân cá chết cho rằng quá trình phân tích có thể mất một năm mới tìm ra được đúng yếu tố, nguyên nhân. Trong khi chính quyền, doanh nghiệp và người dân cả nước đang hướng về khúc ruột miền Trung để sẻ chia, đồng cảm, thì một số đối tượng xấu, cơ hội ở trong nước, cùng số phản động lưu vong ở bên ngoài, đã và đang tìm cách lợi dụng vụ việc để thực hiện ý đồ chống phá. Nỗi đau của biển, thiệt hại của bà con ngư dân, khó khăn chung của đất nước, một lần nữa lại trở thành cái cớ cho những mưu đồ đi ngược lại lợi ích của dân tộc. Các đối tượng lặp lại thủ đoạn thường thấy là lập mới các trang mạng ăn theo sự kiện để dễ bề gây sự chú ý, lôi kéo người tham gia như nhóm Cứu Lấy Biển do cái gọi là Hội Anh Em Dân Chủ thành lập, nhóm Cứu Biển, Cứu Dân của tổ chức Voi và nhóm Hà Tĩnh, Hà Nội, Sài Gòn do Hoàng Văn Dũng và một số thành viên cái gọi là Con Đường Việt Nam lập. Trong khi bà con ngư dân gặp nhiều khó khăn, thì một số đối tượng tung tin sai sự thật, chưa được kiểm chứng nhằm gây hoang mang dư luận, khoét sâu vào nỗi đau chung để kích động, chống phá. Điển hình là số đối tượng Bùi Đức Hải, Ngô Kim Lãnh, Nguyễn Thủy Trang, v.v. Đi liền đó là các bình luận mang tính quy kết, suy đoán một chiều về nguyên nhân sự cố nhằm dẫn dắt dư luận theo hướng nguyên nhân đã rõ, chính quyền đang tìm cách bao che. Đây là thủ đoạn hướng lái dư luận, biến sự cố ngoài ý muốn trở thành cái cớ công kích, chống phá chính quyền. Mặc dù người đứng đầu chính phủ đã có hàng loạt chỉ đạo các bộ ngành địa phương vào cuộc quyết liệt, nhanh chóng kết luận một cách khách quan, khoa học, độc lập về nguyên nhân sự cố và sẵn sàng xử lý nghiêm minh theo đúng quy định của pháp luật, không loại trừ bất cứ tổ chức, cá nhân nào, thì một số đối tượng cố tình xuyên tạc, cho rằng chính quyền bao che, làm ngơ, không quan tâm đến bà con ngư dân. Ngày 30 tháng 4 năm 2016, Tổng Giám mục Bùi Văn Đọc, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam đã có văn bản thông báo tới bà con giáo dân trong cả nước, kêu gọi khi diễn tả những lo lắng bức xúc của mình, cần tránh hành động quá khích dẫn tới xung đột, ảnh hưởng đến sản xuất, giao thông, vi phạm pháp luật. Đáng tiếc ngày 13 tháng 5 năm 2016, Giám mục Giáo phận Vinh Nguyễn Thái Hợp đã ra bản thư chung diễn tả sự việc một cách thiếu khách quan, thổi phồng, gây hoang mang và dùng những lời lẽ kích động giáo dân. Một số đối tượng, hội nhóm hoạt động trá hình ở trong nước ra các loại tuyên bố, kiến nghị, thư ngỏ mang tính lừa mị. Điển hình như bản tuyên bố do Nguyễn Quang A, Nguyễn Huệ Chi, Hoàng Hưng khởi xướng, kêu gọi ký tên. Theo cơ quan chức năng, đây là thủ đoạn nhằm khuếch trương thanh thế, ngụy tạo dư luận để lôi kéo, tập hợp lực lượng mà các tổ chức cá nhân chống đối thường xuyên sử dụng thời gian qua. Bản chất là các tổ chức phản động lưu vong và một số phần tử xấu lợi dụng vụ việc và lòng tốt của người dân để kích động, kêu gọi tụ tập gây rối theo kịch bản cách mạng đường phố, được chúng gọi tên là cách mạng cá. Các đối tượng đã dùng nhiều thủ đoạn kích động nhằm lôi kéo đông người tham gia, thực hiện cái gọi là chiếm lĩnh mặt trận truyền thông khi liên tiếp tán phát các lời kêu gọi biểu tình, tuần hành, chủ động thông báo thời gian, địa điểm, cách thức tổ chức biểu tình, chuẩn bị các loại băng rôn, biểu ngữ, hướng dẫn cách thức đối phó với cơ quan chức năng, chuẩn bị các kịch bản nhằm kéo dài các cuộc tụ tập gây rối. Ý đồ lợi dụng gây rối đã lộ rõ khi nhiều đối tượng kêu gọi sử dụng dao, bom xăng để tấn công lực lượng chức năng và lật đổ chính quyền. Xem những hình ảnh này, chắc nhiều người sẽ đặt câu hỏi, tuần hành ôn hòa gì mà chuẩn bị bom xăng, mang theo dao, gậy? Phải chăng đây là sự chuẩn bị cho một cuộc bạo loạn, lật đổ? Theo thông tin từ cơ quan chức năng, để kích động biểu tình gây rối, các đối tượng trong nước đã móc nối với nhau và với số phản động bên ngoài lập các nhóm kín trên mạng xã hội để cùng bàn bạc kế hoạch, phân công đối tượng cầm đầu các nhóm nhỏ, đối tượng in băng rôn, biểu ngữ, đối tượng thu thập thông tin để phát tán lên không gian mạng.
những người khởi xướng đứng đầu ở đây là số thường xuyên tham gia các cuộc tụ tập đông người gây mất trật tự công cộng trong thời gian qua, như Nguyễn Xuân Diện, Đặng Bích Phượng, Tạ Chí Hải, Nguyễn Lân Thắng, Phan Văn Bách, Lã Việt Dũng, Nguyễn Chí Tuyến, vân vân. Đáng chú ý, các thành viên nhóm Con Đường Việt Nam còn bàn nhau chủ động tạo tình huống để khi lực lượng chức năng ngăn cản thì quay phim, chụp ảnh, tán phát lên mạng xã hội, vu cáo chính quyền đàn áp. Tổ chức phản động lưu vong Việt Tân đã chỉ đạo đối tượng thành viên trong nước như Trương Minh Tam và cử người từ nước ngoài xâm nhập về nước để tập trung kích động gây rối. Cơ quan chức năng cũng đã có bằng chứng về việc tổ chức ngoại vi của Việt Tân, chỉ đạo lực lượng trong nước lợi dụng việc làm từ thiện để công khai hóa hoạt động ở trong nước và lôi kéo người dân tham gia hoạt động chống chính quyền. Nhiều người đặt câu hỏi, nguồn tài chính nào giúp các đối tượng kích động biểu tình, in áo, băng rôn, khẩu hiệu, mua thiết bị ghi hình, di chuyển đến các địa bàn để thu tin, liên lạc hoạt động. Theo cơ quan chức năng, một số hội nhóm trá hình ở trong nước tham gia kích động biểu tình như Hội Anh Em Dân Chủ, Voi, Mạng Lưới Blogger Việt Nam, v.v. thường xuyên nhận tài trợ của một số tổ chức phản động lưu vong và tổ chức phi chính phủ nước ngoài, trong đó có Việt Tân và Quỹ Quốc gia vì Dân Chủ Mỹ. Có thể thấy đây là những thủ đoạn không mới, các đối tượng đã lặp lại nhiều lần nhằm lợi dụng những sự kiện được dư luận quan tâm, nhất là những sự kiện nhạy cảm, phức tạp để tuyên truyền, xuyên tạc, kích động chống phá. Điều này đã gây bức xúc trong quần chúng nhân dân, gây mất trật tự xã hội, tác động tiêu cực tới việc thực hiện đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước. Bản chất cơ hội lợi dụng của các đối tượng đã bị quần chúng nhân dân nhận rõ và lên án. Có thể dẫn ra một số bình luận trên mạng phản bác lại luận điệu của các đối tượng khi cho rằng đó là những luận điệu sặc mùi xuyên tạc hay xuống đường, thực chất không giúp ích được gì cho người dân miền Trung. Người dân hãy thật tỉnh táo trước các lời mời gọi tham gia các hoạt động vì môi trường. Hãy cảnh giác với các luận điệu lừa mị của các đối tượng xấu. Đừng để lòng yêu nước của mình bị lợi dụng. Sự cố môi trường biển đang tác động tới cuộc sống của bà con ngư dân miền Trung. Rất cần sự đồng cảm, chia sẻ, chung tay góp sức của toàn xã hội, cũng như những hành động thiết thực, trách nhiệm để bảo vệ môi trường tự nhiên, môi trường đầu tư, giữ gìn kỷ cương và tỉnh táo, cảnh giác trước mưu đồ đen tối của số đối tượng cơ hội phản động, không để chúng lợi dụng, kích động, gây rối an ninh trật tự. Chiều nay ngày 17 tháng 5, đồng chí Trần Tiến Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng Ban Chỉ đạo Tổng điều tra Nông thôn, Nông nghiệp và Thủy sản tỉnh, đã chủ trì cuộc họp với các thành viên Ban Chỉ đạo để nghe báo cáo đánh giá tình hình triển khai công tác tổng điều tra và kế hoạch thực hiện cuộc tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016. Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra Nông thôn, Nông nghiệp và Thủy sản tỉnh Quảng Bình, toàn tỉnh có 1.695 địa bàn điều tra với tổng số hồ điều tra hơn 197.310 hồ. Trong đó có hơn 13.810 hồ thuộc khu vực thành thị và hơn 183.500 hồ thuộc khu vực nông thôn. Tổng số trang trại nông lâm thủy sản trên 700 trang trại. Đối với điều tra mẫu, Trung ương ấn định cho toàn tỉnh Quảng Bình điều tra 122 địa bàn mẫu, hồ điều tra chính thức gần 1.100 hồ. Hồ dự phòng là 366 hồ được phân đều cho các địa bàn đã chọn. Việc thành lập Ban Chỉ đạo Tổng điều tra cấp huyện, cấp xã và công tác chuẩn bị cho cuộc tổng điều tra năm 2016 đã được Ban Chỉ đạo cấp tỉnh triển khai theo đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương và kế hoạch của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Kết luận cuộc họp, đồng chí Trần Tiến Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đánh giá cao công tác triển khai cuộc tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản của cơ quan thường trực trong thời gian qua. Bên cạnh đó, đề nghị các đơn vị thành viên tiếp tục triển khai đúng kế hoạch đề ra, lưu ý về chất lượng của các nội dung công việc, chú trọng tăng cường công tác tuyên truyền sâu rộng đến mọi tầng lớp nhân dân về cuộc tổng điều tra, đôn đốc các địa phương hoàn thành việc tuyển chọn điều tra viên và lập danh sách gửi cho Ban Chỉ đạo, triển khai các lớp tập huấn điều tra đảm bảo đúng thời gian. Các thành viên Ban Chỉ đạo bám sát địa bàn phân công để cuộc tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016 đạt hiệu quả cao nhất. Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 11 đến ngày 17 tháng 5, Bộ Ngoại giao đã phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình tổ chức thành công tour du lịch chinh phục Sơn Đòn, hang động lớn nhất thế giới cho đại sứ 6 nước Argentina, Thụy Điển, Ý, Anh, Úc, Cộng hòa Séc và trợ lý ngoại trưởng Mỹ. Sau hành trình 5 ngày khám phá chinh phục Sơn Đòn, chuyến đi đã kết thúc thành công tốt đẹp và để lại những dấu ấn khó quên đối với các đại sứ. Ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự.
chuyến thám hiểm chinh phục sơn đòn hang động lớn nhất thế giới gồm có sự tham gia của đại sứ 6 nước Argentina, Thụy Điển, Ý, Anh, Úc, Cộng hòa Séc và trợ lý ngoại trưởng Mỹ. Ngoài ra, chuyến đi còn sự góp mặt của ông Phạm Sanh Châu, Vụ trưởng Vụ Văn hóa Đối ngoại và UNESCO, và Á Hồ Hoàn Vũ Việt Nam Dương Trương Thiên Lý. Quảng Bình được mệnh danh là vương quốc hang động của thế giới với hơn 300 hang động lớn nhỏ mang nhiều giá trị độc đáo khác nhau, trong đó nổi bật là Sơn Đòn, hang động lớn nhất thế giới với nhiều giá trị nổi bật. Hang Sơn Đòn nằm ngay trong vùng lõi của di sản thiên nhiên thế giới Vườn Quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng, một di sản hiếm có trên thế giới, đạt 3/4 tiêu chí và 2 lần được UNESCO vinh danh. Để chuẩn bị cho chuyến trải nghiệm khám phá Sơn Đòn, các đại sứ đã phải trải qua các đợt thẩm định về sức khỏe, trau dồi kinh nghiệm du lịch mạo hiểm, các kinh nghiệm đi rừng và tích cực luyện tập để đảm bảo sức khỏe tốt nhất cho chuyến đi. Với hành trình 5 ngày 4 đêm, đại sứ các nước và những thành viên trong đoàn đã phải trải qua nhiều thử thách khó khăn như đi bộ, vượt suối và vượt núi đá Tai Mèo. Nhờ có sự chuẩn bị chu đáo trên hành trình khám phá Sơn Đòn đã thành công tốt đẹp, sức khỏe của đại sứ các nước và các thành viên trong đoàn đều được đảm bảo tốt. I have been traveling to many beautiful places all of my life, and this is by far the most amazing. Trong cuộc đời mình, tôi đã đến nhiều nơi trên thế giới, nhưng Sơn Đòn là chuyến đi tuyệt vời nhất, gần gũi với thiên nhiên nhất mà tôi được tham gia. Tôi chưa từng đến một nơi nào như Sơn Đòn. Tôi chỉ biết nói rằng Sơn Đòn rất đẹp và rất đa dạng. Tất cả chúng tôi đều thấy rất tuyệt vời. Tôi rất ấn tượng đối với cách mà Việt Nam và Quảng Bình đã bảo tồn những giá trị của Sơn Đòn cho thế hệ tương lai. Và tôi tin ngày sẽ ngày càng có nhiều du khách đến với Sơn Đòn vì nó quá nổi tiếng. Sau khi trở về Mỹ, tôi sẽ chia sẻ với những trải nghiệm của bản thân mình và vẻ đẹp kỳ vĩ của hang Sơn Đòn mà tôi được tận mắt chứng kiến cho tất cả những người mà tôi quen biết, và tôi sẽ thuyết phục bạn bè của tôi nên đến với Sơn Đòn ít nhất một lần trong đời. Riêng bản thân tôi đang làm việc cho chính phủ. Trở về, tôi sẽ kể với Tổng thống Obama về vẻ đẹp của Việt Nam, của Sơn Đòn, và nếu Việt Nam cần bất cứ sự giúp đỡ nào trong việc bảo vệ vẻ đẹp của Sơn Đòn, thì tôi sẽ thuyết phục chính phủ sẵn sàng giúp đỡ. I want to thank everybody involved. I want to thank the People's Committee of Quang Binh. Tôi đã có cơ hội trải nghiệm hang Sơn Đòn và nó thật đẹp hơn tất cả những gì tôi đã từng thấy, vượt xa sự tưởng tượng của tôi. Những gì tôi thấy trong hang thật đáng kinh ngạc. Xin được cảm ơn mọi người đã cho tôi một chuyến đi hoàn hảo. Đây là cơ hội để tôi hiểu hơn về Quảng Bình, về Việt Nam. Sau khi về nước, tôi sẽ kể về Sơn Đòn cho tất cả những người mà tôi gặp về địa điểm tuyệt đẹp này. Tôi rất mừng vì Việt Nam có một thắng cảnh như Sơn Đòn, và tôi muốn không chỉ người Việt Nam biết đến Sơn Đòn, mà tất cả mọi người trên thế giới đều biết đến địa điểm này. Và tôi mong muốn Quảng Bình sẽ tiếp tục bảo tồn tốt những vẻ đẹp mà thiên nhiên ưu đãi ban tặng để thu hút khách du lịch ngày càng nhiều hơn. Hiện nay, tour thám hiểm khám phá Sơn Đòn được đánh giá là tour du lịch đẳng cấp quốc tế với giá vé cho mỗi khách lên đến 3.000 USD. Các đại sứ tham gia chuyến đi lần này là đại diện cho các quốc gia dẫn đầu về số lượng khách du lịch quốc tế đến Việt Nam trong những năm qua. Thông qua một cái đợt tổ chức thành công này cùng với mấy năm chúng ta đã tổ chức rất là để lại trong cái ấn tượng của du khách trên thế giới, thì chúng tôi sẽ tiếp tục khuyến khích là tổ chức cả cái đoàn để mà nhằm là quảng bá xúc tiến như này nữa, cho nhiều nước nữa. Đấy, nếu như mà các đại sứ mà có nhu cầu thì chắc chắn là Quảng Bình sẽ sẵn sàng đón tiếp. Những năm gần đây, du lịch Quảng Bình đã có những bước phát triển mạnh mẽ và đã trở thành một trong những điểm đến yêu thích của du khách trong nước và quốc tế. Hiện, tỉnh đang tập trung phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn với mục tiêu đưa Quảng Bình trở thành trung tâm du lịch của khu vực vào năm 2020. Sau khi trở về nước, các đại sứ tham gia chuyến đi sẽ là những sứ giả tích cực và có sức lan tỏa nhất để truyền tải thông điệp Việt Nam có một Sơn Đòn đẹp và rất đặc biệt tới cộng đồng và du khách của họ trên toàn thế giới. Mời quý vị và các bạn theo dõi thông báo kết quả quan trắc chất lượng nước biển ven bờ trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Ngày 16 tháng 5 năm 2016, Trung tâm Quan trắc và Kỹ thuật Môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục thực hiện quan trắc phân tích nhằm đánh giá diễn biến chất lượng nước biển ven bờ tại 5 điểm gồm bãi biển Quảng Phú, bãi tắm Quảng Thọ, bãi tắm Đà Nhai, bãi tắm Nhật Lệ và bãi tắm Hải Ninh. Đồng thời gửi mẫu cho Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường Quảng Trị phân tích một số chỉ tiêu. Kết quả quan trắc phân tích như sau. Kết quả quan trắc phân tích
so sánh với QCVN10MT2015BTNMT, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước biển, phục vụ mục đích thể thao, giải trí dưới nước, nuôi trồng thủy sản, bảo vệ môi trường biển và các mục đích khác cho thấy 18 chỉ tiêu phân tích trong các mẫu nước được quan trắc đều có giá trị đạt quy chuẩn cho phép và phù hợp với kết quả quan trắc, phân tích do Trung tâm Quan trắc Môi trường, Tổng cục Môi trường thực hiện, được công bố tại website vea.gov.vn. Quý vị và các bạn vừa xem xong chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh Truyền Quảng Bình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Ngay sau đây là những thông tin thời tiết và bản tin thể thao. Bản tin dự báo thời tiết Quảng Bình đến 17 ngày 18 tháng 5. Khu vực miền núi mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, chiều tối mai có dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 33 độ. Khu vực đồng bằng ven biển mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, chiều tối mai có dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 31 độ. Khu vực thành phố Đồng Hới mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 31 độ. Dự báo thời tiết biển không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây bắc cấp 3 cấp 4, biển bình thường, sóng biển cao dưới 1,5 m. Dự báo thời tiết đến 18 ngày 19 tháng 5, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, chiều tối có dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ.